chỉ thích tiền. Con rồi cháu, năm thì nó tặng quần áo, năm thì nó tặng hoa, năm thì nó tặng trang sức. Hoa với tiền thì bây giờ em có gia đình rồi thì em cần tiền hơn. Còn hoa thì vẫn thích ạ. Và nói chung là được cả hai thì càng tốt. Cô thích nhất hoa xong là đến quần áo. Thế thôi chứ còn bạc. Tiền thì bao nhiêu cũng hết. Tiền thì nói chung nó là bạc cái đồ để mình coi như là lưu lại. Nó là kỷ vật của mình. Đấy là ví dụ như trang sức hoặc là hoa. Cô thấy mình coi như là hạnh phúc. Thấy không gì bằng. Nói thật không có gì bằng hạnh phúc vợ chồng với con cái trong gia đình. Em hôm nay là đi mua quà tặng cho mẹ. Thị trường ở thời đại hiện nay nó rất là nhiều mặt hàng phong phú và rất là đa dạng. Thế nên là em thấy là cũng khá là đau đầu về cái việc lựa chọn. Nhưng mà suy cho cùng, bằng từ cái tâm mình mà ra thì em mong mẹ sẽ thích quà này. Tất nhiên là em sẽ mong cầu hạnh phúc từ người đàn ông của mình mang lại thôi ạ. Gia đình của mình mang lại. Những cái ngày này thì là những cái hoạt động để các anh trong nhà hay là những người nam giới thể hiện tình cảm với người yêu thương của mình ạ. Chồng này, con cái này tặng hoa, tặng quà rất là ý nghĩa vào những ngày 20 tháng 10. Có thể thấy chị em phụ nữ ai cũng thích được tặng quà dịp 20 tháng 10. Nhưng quà gì, hoa hay những sản phẩm thiết thực như quần áo, mỹ phẩm, trang sức, đồ ăn, thậm chí là tiền thì không ai giống ai. Chúng ta hãy cùng chuyên gia tâm lý Đình Đoàn phân tích. Khi người chồng đã chủ động nhớ rồi mua hoa tặng, không biết trân trọng những cái thứ đó, rồi mình thực dụng quá, thực tế quá, rồi quy ra cái nọ, quy ra cái kia. Tôi cũng thấy có những người đàn ông ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 mua hoa về tặng vợ. Xong rồi vợ trợn mắt lên, vợ bảo rằng là sĩ diện hoa mới hoét, và những ngày này mua hoa để nó cắt cổ à. Dạ. Anh có biết bó hoa này 600.000, 600.000 là 3 cân thịt bò. Mình cứ gọi là quy ra thóc ra gạo hết. Dạ. Và người chồng đã không được lịch sự như anh chồng này đâu. Dạ. Ném luôn bó hoa đi. Cuộc sống con người của chúng ta ấy, nó đặc biệt lắm. Khi con người ta có một đồng thì chắc chắn người ta mua bánh mì để người ta ăn. Vì phải ăn, phải sống đã. Nhưng khi đã có đến đồng thứ hai, con người nghĩ ngay đến chuyện phải nuôi dưỡng cả tâm hồn, cả tinh thần nữa. Một tay cầm cái bánh mì, tay kia mua bông hồng để ngắm. Nghĩa là chúng ta phải chăm chút làm sao mà cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Chúng ta vẫn nghe ở cơ quan đúng không? Các sếp luôn luôn nói là quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên, người lao động. Ai cũng nhắc nhở là hai thứ không tách rời. Vậy thì gia đình này có những bữa ăn ngon, có những bữa chăm lo cơm rồi gạo rồi rượu rồi thịt rồi, nhưng đừng quên những cái sự lãng mạn, chăm chút về tinh thần. Bây giờ với mạng xã hội ạ, thì những cái ngày đó thì thấy chị em lên mạng là tràn ngập những cái bức hình với những cái món hoa, quà này, rồi những cái sự quan tâm, những cái hành động mà rất là tình cảm, lãng mạn của người chồng. Nhưng mà có những người phụ nữ thì lại không được cái điều đó. Và người ta nhìn những cái, với những cái gì mà người ta nhìn thấy ở trên mạng xã hội, nhìn thấy ở xung quanh đó thì họ cũng cảm thấy là họ thiệt thòi. Mặc dù thì đôi khi thì cũng sẽ tự an ủi mình là thôi kệ, cũng chẳng sao đâu, cũng chẳng cần, mình cũng quen rồi. Thế nhưng mà thẳm sâu ở trong tâm hồn thì vẫn là một cái điều gì đó cảm thấy tủi thân. Và rồi sẽ có những cái sự gọi là bực bội, đá thúng, đụng lia. Xét ở góc độ tâm lý thì chuyên gia Đinh Đoàn nghĩ sao về điều này ạ? Trước hết thì nhắc với chị em và nhắc chung chúng ta luôn ấy, tất cả những gì ở trên mạng xã hội nó nhìn thấy vậy chưa chắc đã vậy. Đôi khi có những người phụ nữ tủi thân quá, tự mua hoa hoặc là mượn bông hoa của cái cô Ngọc Oanh ấy để chụp với cái bó hoa xong đăng lên là chồng tớ tặng nhân 8 tháng 3 đấy. Cho nên là chúng ta cũng đừng tin tất cả những gì mà ở trên mạng xã hội, tin vừa thôi. Cái việc thứ hai là mình sống với nhau. Thật sự cái tình cảm hàng ngày, cái sự quan tâm, cái sự yêu thương, chăm chút nhau hàng ngày là điều quan trọng nhất. Mình sống với chồng 5 năm, 10 năm, mình biết ông này rồi. Tính ông ấy thế thôi nhưng mà ông ấy tình cảm lắm. Về đến nhà là vợ là dắt xe vào nhà cho vợ này. Thỉnh thoảng mở bình xăng để kiểm tra xem còn xăng không này. Tôi nghĩ những thứ đó nó mới là tình yêu thật sự. Tất nhiên con người ta lãng mạn hay không một phần lớn là do giáo dục gia đình. Nếu như anh ta sinh ra trong một gia đình nông thôn, từ bé đã nghèo đói rồi, thì có được cái hoa súp lơ mà ăn tốt. Cái hoa mà anh ấy hay hái nhất thì chính là hoa bí để xào tỏi chẳng hạn. Nghĩ đến chuyện bây giờ phải đi mua bó hoa hay là mua một món quà gì đấy xa xỉ thì thấy nó ngại. Chưa quen ấy. Yeah.
Thế thì mình sống với nhau, tôi nghĩ rằng lại phải giáo dục nhau thôi. Đưa đã thúng đụng điên làm gì, mình hiểu anh như thế. Ông này thực rất là tốt bụng, nhưng có điều rằng là ông ấy cũng chưa biết cách. Ồ, thế anh chả nhớ nay là ngày gì à? Thế anh không tin là em cũng là phụ nữ à? Trách rất là nhẹ thôi. Ồ kìa, nhớ là đàn ông phải ga lăng đấy, con trai nó còn biết nó mua hoa tặng bạn gái nó kìa, bố mày thì cứ thật thà quá. Lần này cho nợ nhưng lần sau nhớ mua hoa tặng vợ đi. Anh tặng vợ bó hoa anh sẽ nhận được nhiều thứ nhiều hơn. Nhưng đừng quên là cả bà ngoại nữa nhá. Đừng quên là còn bà nội nữa nhá. Mình giáo dục mà. Thế thì rất là nhẹ nhàng. Anh nghĩ là cần thiết gì, vợ chồng với nhau rồi hoa hoét làm gì. Thôi thế thì anh mua cân thịt bò với lại hai cái hoa súp lơ về xào cả nhà ăn. Ôi anh ơi, thế thì anh không hiểu phụ nữ rồi. Chúng em thịt bò cũng muốn mà hoa cũng muốn, mình cũng cứ phải nói thế chứ luôn. Vì sống với phụ nữ thì không phải ai cũng hiểu hết, mình cũng phải gọi là khai sáng một tí. Thế còn thì đã thúng đụng nia phê bình một cách quy chụp. Thường hay so sánh là nhìn chồng nhà người ta cái kia đúng không ạ? À, mà không biết là các cái đức ông chồng mà khi mà nghe thấy vợ mình so sánh nhìn chồng nhà người ta cái kia thì nghĩ như thế nào ạ? Chúng ta hay có thói quen lắm. Trông chồng người ta mà thèm, trông con người ta mà thèm. Và đã có trường hợp những người mẹ nói với đứa con là trông con người ta mà thèm, nó sẽ nói lại này. Thế nếu như con nói rằng trông mẹ người ta mà thèm, mẹ người ta mới 40, mẹ người ta đã trưởng phòng, trong khi mẹ mình thì vẫn chỉ lẹt đẹt nhân viên, thế thì mẹ có tức không? Mày dám nói với tao thế à? Thế sao mẹ lại có thể nói con như vậy được? Cho nên chúng ta chỉ nói, đôi khi chỉ cho nó sướng miệng mình mà quên rằng là làm tổn thương người khác. Và khi người ta bật lại thì mình... Cho nên cái câu mà trông chồng ai mà thèm, hãy thèm cái của nhà mình. Chúng ta cố gắng đừng thèm cái của người khác nhé. Hãy thèm chính cái của nhà mình đang có. Đúng là lựa chọn quà cho chị em phụ nữ khá là đau đầu. Và phái mày dâu cũng sẽ đau đầu và cả đau ví nữa khi giá hoa năm nay đang tăng khá cao, khoảng 30-50% so với ngày thường. Nguyên nhân là do nhiều diện tích hoa bị thiệt hại bởi bão lũ khiến cho nguồn cung giảm đáng kể. Nhiều cánh đàn ông cũng thắc mắc 20 tháng 10 là ngày gì, tại sao lại phải tặng quà cho phụ nữ trong ngày này. Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử nước ta, phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Ngoài những đóng góp cho xã hội, phụ nữ Việt Nam còn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. Vì lẽ đó, các anh nam giới phải tặng hoa, tặng quà, thậm chí tặng cả cuộc đời là điều đương nhiên.